Quý vị bạn thân mến, đây là bạn Minh Phương, phóng viên của KBS Radio. Hôm nay thì mình đang có mặt tại một cái tòa nhà cũng bé bé xinh xinh thôi. Tòa nhà thì lớn nhưng mà mình có một cái phòng nhỏ, mình làm một cái workshop cho các anh em sinh viên, đại đa số là sinh viên nhưng mà cũng có rất nhiều kiều bào người Việt mình. Về cách mà visa cái Clement đã làm YouTube như thế nào. Và cũng rất là vui hôm nay có bạn Minh Phương là phóng viên của đài KBS mảng radio tranh thủ phỏng vấn mình ít phút sau khi cái buổi hội thảo vừa kết thúc. Rồi. Rồi em hỏi em có bao nhiêu câu? Có bao nhiêu câu? Sau khi em gửi lời chào nè, thì em hỏi về một cái chuyến thăm Hàn Quốc lần này của anh. Sau đó là nói về cái workshop này, thì anh chia sẻ. Em cứ hỏi đi, em hỏi giống như trong câu hỏi thì anh trả lời em vậy. Em bỏ cái chút. Hơi bị vang. Hơi bị dội tiếng. Dạ. Rồi, ok. Đã đặt cái máy lên không? Xin chào ông, và đầu tiên là mời ông gửi lời chào đến quý khán giả của KBS World Radio được không ạ? Xin mến chào tất cả quý thính giả của KBS Radio. Tôi tên là Bửu Điền, hay còn gọi là biệt danh là Colorman. Tôi cũng là người sáng lập ra cái công ty truyền thông và giải trí Điền Quân, là một trong những công ty sản xuất nội dung và giải trí hàng đầu Việt Nam. Tôi bắt đầu làm cái kênh YouTube của tôi cách đây hơn một năm. Và cũng thật là bất ngờ, chỉ sau hơn một năm, tới chính xác tới giờ phút này, tới thời điểm này là 15 tháng, thì kênh YouTube của tôi đã đạt đến cột mốc là 1,2 triệu người. Thì cái chuyến đi này của tôi đến Hàn Quốc thì thật ra là nó không phải là mục đích chính là làm hội thảo, mà cái này là một chuyến đi kết hợp. Tại vì năm nào cũng vậy, thì tôi đi sang Hàn Quốc để dự hai cái hội chợ nội dung rất là lớn của Hàn Quốc. Một cái là Busan Content Market, BCM, và một cái nữa là Broadcasting Worldwide, BCWW, tại Seoul. Thì cái chuyến đi này là một chuyến đi kết hợp, tôi tranh thủ là cùng với một cái đoàn của công ty để đi sang tìm kiếm những nội dung mới, đi cái hội chợ nội dung của BCWW ở Seoul, rồi nhân tiện ở lại chơi 1-2 ngày, và cũng là kết hợp luôn tổ chức một cái buổi hội thảo nho nhỏ. Cũng thật sự thì cái buổi hội thảo này là mục đích là vì anh cho em chút xíu. Cái câu đó mình sẽ cắt riêng đây. Ok, rồi. Vậy thì em hỏi thêm một câu là về cái hội chợ anh tham gia. Vậy thì em có thể giới thiệu thêm là hai hội chợ ông đã tham gia tại Seoul và tại Busan thì đã được trải nghiệm những gì, cũng như là nội dung năm nay, chủ đề năm nay là gì không ạ? Thực ra thì hai cái hội chợ lớn nhất Hàn Quốc về nội dung này thì họ tổ chức hàng năm. Còn tôi thì tôi đi tới đây cũng 4-5 năm rồi. Nhưng mà thật phải nói là năm nay thì mình cảm thấy là các nội dung mới không có nhiều. Thậm chí là rất là khan hiếm những format mới, những cái nội dung mới. Và thật sự là cái hội chợ năm nay ở BCWW có vẻ rất là ảm đạm, rất là vắng khách. Thì theo tôi thì tôi nghĩ rằng là cái hội chợ nội dung thì cần phải có một cái gì đó thay đổi, đổi mới, có nhiều sản phẩm mới. Và cái thứ hai nữa là hiện tại giờ các cái nhà sản xuất Hàn Quốc họ đã tấn công hẳn sang Việt Nam, tức là họ đi thẳng sang Việt Nam để họ chào bán với các cái nhà sản xuất Việt Nam, thành ra là các nhà sản xuất lớn hầu như họ cũng hạn chế họ đi những hội chợ này. Mình thì mình đi một phần là vừa đi đi cho để nắm thông tin, nhưng đồng thời cũng cho các bạn ở trong công ty các bạn đi tham quan Hàn Quốc kết hợp, vừa đi công tác vừa đi nghiên cứu vừa là cho các bạn đi tham quan Hàn Quốc cho biết. Và như lúc nãy em có giới thiệu là một workshop ngày 24/8 dành cho những bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Thì ông có thể giới thiệu cho quý khán giả câu chuyện từ Seoul biết rõ hơn về những cái mục đích và nội dung của hội thảo được không ạ? Thực ra thì cái hội thảo này thì cái workshop này nó là một phần trong cái chuỗi workshop của Colorman tổ chức trong năm nay. Để trong tháng 9 này thì mình sẽ tổ chức một cái chuỗi hội thảo khoảng 20 trường đại học ở Việt Nam trên toàn quốc. Còn
Ở đây thì thực sự là cũng ấp ủ từ lâu, bởi vì fan của Parliament ở Hàn Quốc cũng rất là đông. Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc thì mình nghĩ rằng đâu đó cũng khoảng hơn 300 ngàn người. Họ xem nội dung của mình rất nhiều, và rất nhiều khán giả cũng nói là cũng mong là có dịp nào Parliament sang đây thì chào khán giả. Thì mình cũng nhân cái dịp này mình mới tổ chức hội thảo, nghe cho nó có vẻ là professional một chút, chứ trên thực tế là cũng muốn gặp một số fan hâm mộ. Và chắc chắn trong cái buổi hội thảo vừa rồi thế thì của ngày hôm nay, ngày 4 tháng 8 này, thì có rất nhiều người là thực sự là fan. Có những nhiều anh chị rất là lớn tuổi, rồi đi cả gia đình, rồi bố mẹ, rồi con cái, rồi kể cả bà cũng đi nữa. Thì thực sự mình nghĩ đây là fan của mình nhiều hơn là đến đây để tìm hiểu cách làm nội dung trên YouTube như thế nào. Vậy thì trong những nội dung mà đã được Colin chia sẻ trong buổi workshop thì nội dung nào là những nội dung mà các bạn trẻ, những người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc có sự quan tâm nhiều nhất ạ? Thật ra thì chắc chắn là mình cảm thấy là các bạn trẻ ở Hàn Quốc, các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên du học sinh ở đây ấy, thì các bạn nó rất là thông minh, rất là nhạy bén. Một trong những nội dung khi mình chia sẻ thì mình vẫn thấy rằng là thật sự là cái gì mà nó đời thường, nó nhẹ, nó liên quan tới đời thường thì là họ quan tâm nhiều hơn. Và chắc chắn là ẩm thực Hàn Quốc là cũng một cái kho tàng ẩm thực không thua kém gì Việt Nam mình hết. Và mình cũng cảm thấy rằng các bạn cũng rất là hứng thú trong cái việc sẽ tạo ra một cái kênh YouTube cho cá nhân mình, trong đó mình chia sẻ về đời sống ở đây là đời sống của du học sinh sẽ làm cái gì, sẽ phải như thế nào, rồi tìm chỗ ăn chỗ ở làm sao, rồi mưu sinh như thế nào đó. Thì họ đang, và đặc biệt là các bạn rất là thích chia sẻ về ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc. Không làm sao anh về bí kíp phát triển của anh nha. Và với rất là nhiều năm, ai cũng biết là ông đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giải trí rất là lâu rồi, cũng như là bây giờ một kênh YouTube cá nhân đã có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về những bí quyết vận hành và phát triển kênh YouTube cá nhân được không ạ? Nói bí quyết thì thực ra thì thực sự thì lúc chắc là rất nhiều khán giả của Carloman cũng biết là mình cũng vẫn hay chia sẻ trong các cái buổi nói chuyện, hoặc là thậm chí trên từng video mình cũng vẫn hay nói là mình làm YouTube cho vui thôi. Tại vì mình đi rất là nhiều, và tới cái tuổi này rồi thì công việc ở công ty thì mọi thứ nó cũng bắt đầu đi vào guồng mười mấy năm rồi, thì mình muốn là mình trải nghiệm nhiều hơn, và mình đi trong mỗi cái chuyến đi của mình, trong mỗi cái chuyến đi công tác của mình thì mình đi rất là nhiều nơi, mình đi rất nhiều nơi và mình thấy có rất nhiều cái thứ hay ho, mình cũng biết của tại sao mình không làm mấy kênh YouTube để mình chia sẻ lại, mình kể lại cho họ trên cái chặng đường đi của mình đó. Chính vì vậy cho nên là mình thật sự nếu nói bí quyết thì với Thomas thì mình không có nghĩ là cái bí quyết gì cả, nó lớn lao đó. Mà mình nghĩ là cái đơn giản nhất là làm những cái gì nó chân thật nhất về mình, làm những cái gì nó đời nhất, thì với mình nghĩ đó là cái mà nó rất là đặc trưng của Goldman. Mọi người thấy mình ở nhà mình nấu cơm rất là vụng về, mình cũng vẫn làm, mình cũng quay, hay thậm chí đó ngày hôm qua mình đi mình mua cái kính thì mình cũng quay, đây là một cái kính mình mới mua ở Seoul. Thì tại mình nghĩ rằng đó, mọi người cũng sẽ thắc mắc của anh này, ủa lâu lâu thấy Goldman đeo mấy cái kính nó dị dị, nó đẹp đẹp, nó dễ thương, không biết mua ở đâu. Thì thật sự là đôi lúc thông tin đó, mình nghĩ rằng cái kênh của YouTube của mình là quan trọng nhất là thông tin. Thì mình đi tới đâu mình thấy có cái gì hay, có văn hóa gì, có món ăn gì, rồi thậm chí có những cái câu chuyện gì về con người, về nhân vật, về vùng đất, thì mình đều quay lại mình chia sẻ. Thì cái cách làm của mình đơn giản như vậy. Nếu hỏi bí quyết thì thật sự mình không có dám nói đó là bí quyết thành công, nhưng không biết sao thấy khán giả đón nhận rất là nhiệt tình. Video của mình rất hiếm các video nhiều triệu view không, tại vì mình làm một cách đơn giản vậy đó. Giống như mình đang nói chuyện với bạn phải không, rồi mình quay lại. Thì bởi vì đây là cũng là giữa con người với con người, trong cuộc sống thì mình sẽ có những cái cuộc gặp mà nó là nhân duyên, thì mình muốn mình ghi lại tất cả những thứ đó, mình chia sẻ lại, biết đâu sau này khoảng chừng 20 năm nữa là già cái lâu lâu cái là mình xem lại, rồi cả Minh Phương xem lại thì Minh Phương cảm thấy rất là thú vị. Thì cái cách làm của mình nó hơi khác, bởi vì thứ nhất là mình không có thời gian điều hành công ty thì 500 600 người, rồi còn rất nhiều dự án khác ấp ủ, cho nên là cái việc mà mình có thời gian để đi chỉ đi làm YouTube, thật sự là mình có thể làm tốt hơn rất nhiều, có thể làm phim, làm đủ thứ, mình có nhiều ý tưởng là nội dung lắm, nhưng mà thật sự không có thời gian. Cho nên ví dụ đi công tác đây thấy vậy, hay như trưa nay đi ăn món là quay lại
Nhưng mà sáng nay đi ăn tô cháo lòng gì đó, ăn được có 3 muỗng bỏ luôn thì cũng thấy nó mất, rất là buồn cười, thì cũng quay lại, nó tóm lại là vậy. Đơn giản, chân thật, đó là chính là collagen. Vậy là cái quan trọng nhất nó không phải là cái kỹ thuật như thế nào, mà quan trọng là cái nội dung mà truyền tải là gì, đúng không? Thì ông có thể chia sẻ thêm về kênh, về gọi là Collagen Network được không ạ? Bởi vì là có thông tin là Collagen Network đang muốn mở rộng và thuốc những cái kênh YouTube của người Việt tại Hàn Quốc. Vậy thì vì sao lại như vậy ạ? Thật ra thì cái ý tưởng để mình lập ra cái Collagen Network là vì mình biết rằng là có rất nhiều bạn muốn làm kênh, muốn làm cho mình một cái kênh YouTube cá nhân mà không biết bắt đầu từ đâu. Cái thứ hai nữa là thật ra thì Collagen Network là một phần của Điền Quân. Như các bạn cũng biết là Điền Quân Network là một trong ba cái đơn vị là hệ thống đa kênh được ủy quyền của YouTube, là đối tác chính thức của YouTube có ba hệ thống ở Việt Nam. Thì Điền Quân Network là một trong ba hệ thống đó. Thì nhưng mà Điền Quân Network thì vì họ phải quản lý một lúc tới 500-600 kênh, bây giờ có khả năng là trong năm nay sẽ lên tới 1.000 kênh. Thì họ quản lý về mặt kỹ thuật, họ quản lý về mặt thông số, họ quản lý về tối ưu về marketing và những thứ khác. Nhưng riêng nội dung thì không đủ thời gian để quản lý cả 1.000 kênh. Chính vì vậy cho nên là mình nghĩ là Collagen Network thì mình xuất phát từ những cái bài học thành công của mình, và mình cũng là một trong những cái người sáng tạo content của Điền Quân. Thành ra là mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được để giúp được các bạn để tạo được kênh. Thì chính như vậy Collagen Network ra đời để thu hút những cái bạn nào mà các bạn chưa biết làm kênh, thậm chí các bạn bắt đầu từ zero giống như mình làm kênh từ zero, rồi giờ mình lên tới được mức này thì thật sự cũng không ai nghĩ là ông già 50 tuổi cũng đâu có gì đặc biệt đâu, mọi người nhìn mình cũng thấy rồi đó. Nhân dáng thì ở ngoài thì cao chưa tới mấy trái đó, nói chung là lớn tuổi nữa thì nhưng mà vẫn làm kênh, vẫn thành công. Thì như vậy thì có nghĩa là nếu mình làm được thì các bạn làm được. Cho nên mình muốn là cái Collagen Network là chia sẻ cái bí quyết làm nội dung trên nền tảng số. Bởi vì bây giờ nó có rất nhiều loại nội dung trên TV thì có thể các bạn làm chưa được tại vì nó hỏi chất lượng rất là cao. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm trên YouTube hay là trên Facebook thì nó đơn giản hơn. Và mình muốn hướng dẫn các bạn đó tự mình làm cái kênh truyền thông cho cá nhân mình. Vậy thì định hướng của ông và Collagen Network như thế nào sau khi những kênh YouTube cá nhân này người ta gia nhập vào trong hệ thống của Collagen Network ạ? Thì như đã nói lúc nãy, tức là Collagen Network là một phần của Điền Quân Network. Nghĩa là các bạn nào mà hợp tác với Collagen Network thì lập tức là các bạn sẽ có cơ hội vào Điền Quân Network một cách nhanh nhất. Tại vì khi vào trong hệ thống của Điền Quân Network, tức là một cái hệ thống chính thức của YouTube, thì các bạn sẽ được tối ưu về kiếm tiền, các bạn sẽ được mở kiếm tiền nhanh nhất, các bạn sẽ được quét bản quyền vân vân. Còn Collagen Network thì không có chức năng đó. Collagen Network chỉ là giúp các bạn, hướng dẫn các bạn cách làm kênh như thế nào tốt nhất. Và hiện tại bây giờ trong cái Collagen Network của mình hiện tại có đâu đó khoảng gần 100 bạn là hoàn toàn mới luôn, đang tập làm. Là ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc? Ở Việt Nam, Hàn Quốc chưa có. Nếu mà gia nhập vào thì các bạn sẽ được hỗ trợ về mặt kỹ thuật hay sao? Về mặt kỹ thuật, về định hướng nội dung. Nói chung là mình có một cái team để giúp cho các bạn. Một số bạn thì ở bên Mỹ, mình có một số bạn ở bên Mỹ làm kênh, mới làm kênh từ lúc mới có 1-2 ngàn sub, bây giờ lên tới cũng 20 ngàn. Tức là làm cách đơn giản tại vì tranh thủ làm, chứ còn cái nghề nghiệp chính thì vẫn là cái nghề, thì mọi người sẽ có một cái công việc chính, nhưng mà đây là cái việc làm thêm, nó sẽ rất là thú vị. Ông có thể chia sẻ thêm một chút về, tại vì mình có theo dõi kênh YouTube của Collagen thì có thấy là mấy hôm nay thì có một số những video trải nghiệm về ẩm thực của Hàn Quốc. Thì ông có thể chia sẻ là những video mình đã thực hiện về trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc là gì được không ạ? Mấy hôm nay thì thật ra mình trong chuyến đi này nó hơi dài, nó khoảng gần cả tuần lễ, đúng tuần lễ, 7 ngày 6 đêm, hơi dài so với những chuyến đi khác. Thật ra thì mình đã như đã nói là đi tới đâu có cái gì hay là mình kể lại cho mọi người xem, và đặc biệt là ẩm thực. Nếu mọi người xem đến kênh của Parliament thì bây hiện tại đã tới gần 600 video review về món ăn. Cho nên là mình tới đâu mình có cái gì món ăn ngon là mình đều review hết. Thì một cái món ăn ấn tượng đây là đương nhiên đến đây là phải ăn thịt nướng. Và mình cũng phải quay một cái quán thịt nướng. Và vừa rồi thì anh bạn của mình, có một anh bạn Hàn Quốc, anh dắt mình đi cái chợ cá ở Noryangjin á. Thì cái chợ cá này mình thấy nó rất là độc đáo,
nó lớn kinh khủng, mình nghĩ là một trong những chợ cá lớn nhất thế giới. Ở đó cá rất là tươi, tất cả mọi thứ hải sản rất là tươi. Thì đâu phải đến là chỉ để ăn, mà mình còn thấy đây là một cái cảnh quan của chợ, mà chợ họ làm rất là bài bản. Họ sắp xếp từng kiosk một, rồi từng kiosk làm đến chọn cá, tươi, tôm, rồi tất cả những loại hải sản sống là mang lên trên họ chế biến. Tức là nó họ giống như một dây chuyền khép kín, mà cái mô hình này mình thấy Việt Nam chưa có. Thì cái đó mới là cái hay. Chứ còn hải sản thì ở đâu cũng vậy. Hải sản thì tươi sống, Việt Nam cũng tươi sống, như cái mô hình như chợ cá đây thì không có, ví dụ vậy. Rồi mình cũng phát hiện ra một cái quán ở trong Coex, là một cái quán ăn Việt tên là Lơ Sài Gòn, ăn rất là ngon. Mà cũng chưa chắc các bạn đây biết, mà mình có nói chuyện với một số bạn du học sinh thì hoàn toàn các bạn cũng không biết cái quán đó luôn. Các bạn nói ủa anh tìm ra quán ngon vậy, dạng đi lang thang. Ở đây có chuỗi hệ thống phở bay, nhưng mà mình ăn phở bay thì mình nói thật sự là nó khác với khẩu vị Việt Nam. Mình không có chê là ngon hay dở nha, nhưng mà nó khác với khẩu vị Việt, mình không thích. Nhưng mà chỗ Lơ Sài Gòn rất gần với khẩu vị Việt và rất đông khách. Còn ở trong khu Miên Đông thì mình cũng đi vào một cái quán trà, đâu chỉ ăn ẩm thực mà thực mà có ẩm, thì mình vào một quán trà. Cái quán trà cái tên là thì mình quên rồi, nhưng mà tôi đến từ Jeju từ năm 1966. Rồi cái quán trà này mình nói thật sự là vô cùng đẳng cấp, họ tinh tế đến từng chi tiết, và đặc biệt là mình uống cái trà sữa của họ, sữa tươi trân châu đường đen. Ở Việt Nam mình rất ghét uống, sợ lắm, nhưng con em mình uống nó ngon một cách kinh khủng, nó ngon mà nó dễ chịu, nó không có quá ngọt, mà uống vừa uống vị matcha vừa uống vị cà phê, nó cả hai thứ mix lại. Cái tiệm đó là cái tiệm mình tên mình đã hấp lên rồi, rất là hay. Thì đó, thì không chỉ là cái đó, chỉ là một vài ví dụ thôi. Mình ăn uống thấy bất cứ cái thứ gì mà món ăn ngon, thậm chí là đường phố, ăn những cái món của đường phố ở đây, thịt nướng vân vân, kể cả mua bắp, rồi mua cái hạt bạch quả đồ dọc đường á, tối mình hay ra đó mình mua ăn bạch, những cái thứ đơn giản nhưng mà mình thích luôn. Vậy tổng kết lại thì sau nhiều chuyến công tác ở Hàn Quốc cũng như là lần này là một chuyến đi dài nhất và có nhiều thời gian trải nghiệm và khám phá Seoul, thì ông có thể nêu những cái cảm nhận của mình về Hàn Quốc, về đất nước, con người và người văn hóa ở đây không ạ? Mình có rất nhiều bạn Hàn Quốc, và mình có một người bạn rất là thân ở thành phố Daejeon đó, cái thành phố mà thành phố khoa học công nghệ đó, thì mình mới từ đó về. Thì thật sự mình thấy là Hàn Quốc, cái văn hóa Hàn Quốc với Việt Nam nó có rất nhiều điểm tương đồng, và Hàn Quốc với Việt Nam rất là giống nhau cái chỗ là hiếu khách. Và một cái điểm mà mình thấy nó rất là chung, tức là rất là ham ăn, nói tóm lại là rất mê ẩm thực. Chính như vậy cho nên mình đi trên ở Hàn Quốc mình thấy đi mấy bước là có một cái quán, đi mấy bước là có cái quán, thậm chí họ quán hàng quán ăn của Hàn Quốc là còn đông hơn cả Việt Nam. Mình trước giờ vẫn nghĩ Việt Nam mình là nhiều quán ăn hơn, nhưng mà càng đi vào đây thì càng thấy là người Hàn Quốc họ ăn uống dữ dội lắm, và không chỉ ăn uống mà còn cũng còn bù khú, cũng ăn nhậu nữa, nhậu dữ lắm. Thấy tối là tôi nói chung là cái văn hóa của hai nước nó rất là tương đồng với nhau, và chính vì cái tương đồng đó cho nên là thực sự mình cảm thấy nó gần gũi. Và mình cũng nghĩ chính đó, vì đó là những đó chính là cái lý do mà tại sao mà các bạn Việt Nam bạn trẻ rất là thích đi Hàn Quốc. Và đương nhiên là ở Hàn Quốc thì nó rất là văn minh, sạch lắm, họ là trở thành một đất nước phát triển mà, chứ họ không phải là đất nước đang phát triển nữa. Thì thực sự mình nhìn mọi thứ của họ nó rất là khoa học, rất văn minh, và rất là nhiều thứ chúng ta cần phải học hỏi. Nhưng mà nếu mà nói về văn hóa thì có rất nhiều điểm tương đồng. Và một cái điểm nữa mình nghĩ rằng là họ rất là thích ẩm thực Việt Nam. Việt Nam thì thích ẩm thực Hàn Quốc, nhưng người Hàn Quốc cũng rất thích ẩm thực Việt Nam. Thì đây sẽ là một cái sự giao thoa. Nếu như chúng ta dùng ẩm thực để làm cầu nối giữa hai đất nước thì nó sẽ còn có nhiều điều thú vị nữa. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều vì đã nhận lời phỏng vấn trong chương trình của KBS World Radio. Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. À, cảm ơn Minh Phương nha. Rồi. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Đây là buổi phỏng vấn Hà Nội này, thông thường thì mình hay giấu lắm, nhưng mà hôm nay tại vì thấy Minh Phương xinh đẹp quá, dễ thương quá, thôi mình xin phép ghi hình Minh Phương để up lên kênh Column để mọi người cũng tò mò. Bữa giờ sang Column đi đâu cả tuần lễ mà không biết làm trò gì bên anh nha. Nhiều trò lắm. Các bạn hãy chờ xem. Rất nhiều.